Báo chí Việt Nam hôm 4 tháng 8 đưa tin ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan xả chất thải độc hại gây ra thảm họa môi trường biển hồi đầu tháng 4. Yêu cầu bằng văn bản của vị Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh được gửi đến Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và một số đơn vị khác. Chủ tịch tỉnh yêu cầu họ phải tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc nhà máy của Formosa xả thải gây hại cho môi trường, cũng như trong việc chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại không đúng quy định bị phát hiện gần đây. Văn bản của ông Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan kể trên tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì dân chủ Đỗ Đức Hợp, người đã tích cực lên tiếng về vụ Formosa, bình luận với VOA rằng việc nhà chức trách Hà Tĩnh sẽ tự nhận hình thức kỷ luật là một sự bất công đối với nhân dân. Ông Hợp nói rõ hơn. Anh sai đến đâu thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa. Không thể nào mà anh làm sai xong rồi thôi cho tôi xin là nhờ nhận cái sai đó và cho tôi chịu tôi xin lỗi hay là và cái kỷ luật đó là quá vô lý đối với người dân trong nước. Cái điều đó nó thực sự là quá vô lý. Nếu mà họ cứ làm mãi như vậy thì đất nước này nó sẽ tan nát rồi. Anh làm xảy ra một cái tệ như vậy mà anh đòi cái mức xử lý nó nhẹ nhàng đi thì nó bất công với người dân. Cái gì mà người dân Việt Nam nói chung và người dân bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu nói riêng. Nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp dẫn lại những thông tin đã được báo chí trong nước đăng về nhiều vụ xét xử trong vài năm qua. Trong đó, những cán bộ, quan chức vi phạm pháp luật chỉ nhận những bản án nhẹ nhàng. Còn ngược lại, khi người dân vi phạm, họ nhận những mức án nặng. Ông Hợp nhận xét. Người dân trong nước bây giờ người ta cũng đã tỏ tường rồi. Đánh cáo khái niệm của những người cộng sản. Việc mà họ làm tốt được một cái chiếu thì họ phóng đại lên gấp 10 lần. Nhưng mà họ làm sai mà nó to quận đình thì họ thu nhỏ nó lại thành cái con kiến thì họ không nên dựa vào cái thành tích tham gia cách mạng hay là những cái gì đó mà họ đã làm tốt trước đó để mà họ chịu hoặc nhận một cái mức án, một mức xử lý nó nhẹ nhất, cái đó không được. Vụ xả chất thải của một nhà máy sắp vận hành thuộc Formosa đã gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ven biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Chính văn bản của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp dưới kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật cũng nêu rõ vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Khánh, Chủ tịch tỉnh, yêu cầu rằng việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8.